thể xác và tinh thần, họ đã quyết định và được hội thánh phê chuẩn trong các bậc đồng tin và thiết mục thực hiện vì nước trời. Các nhân nữ là những người có xa tự biết tâm thành thánh theo các Đức Kitô Giêsu. Họ được giáo một giáo phận cung kính cho Thiên Chúa theo ý thức phục vụ phê chuẩn. Họ đứng mau các quyền diện với Đức Kitô con Thiên Chúa và hy sinh phục vụ mọi thánh. Qua những đức phật thể này, tin nữ trở thành một nhân vị được thánh tiến, một giáo chủ tiên trị của tình yêu của hội thánh đối với Đức Kitô, một hình ảnh khắc chung của hiện nay thiên quốc và của đời sống tương lai, gần gũi với những hình thức khác của đời sống thánh tiến. Bậc đồng trinh là người nữ sống giữa thời gian trong tinh nguyện sáng hốt của phụ thánh thế gian và làm việc công đồ tùy theo bậc thánh và ảnh hưởng của quan quân cũng được ra cho mọi người. Các tinh nữ được thánh tiến có thể được tiên bất đại để có những quyết định của mình các phân thành thơ lịch thuộc dụ trong từ số ngày 21 thứ năm thánh liên quân tu chỉ dạy nhớ 22 thứ sáu thánh ba liên quân nhóm một tu la thánh joa sư thiết nhóm một tử đạo và thánh tô ma co nhê tắc tử đạo 23 thứ bảy chiều lễ bổng sinh nhật thánh joa tại giả 24 Chúa Nhật 12 thường niên xin được thánh cho sĩ giả để đọc chầu long thân thành thới thân thanh sạch vừa Lời nói dịu dàng và những điều yêu thương.
chúng ta đến sự sống muôn đời. Do là lời Chúa.
này đã lũ lạc xa Chúa. Vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn đó là rìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã rìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Vì tất cả chúng ta đến phải được đưa ra ánh sáng, tước tòa tước Kitô, để mọi người lãnh nhận những gì xứng với việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa. Chúng ta có nghe một cái bài hát gọi là dân ca: bằng lòng đi em về với quê anh, một vườn rau xanh gì đó, dòng sông nước chảy liêu liêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Và rồi hơn một lần chúng ta cũng đã từng nghe Việt Nam ham to. Mà đúng, người ta vẫn thích nhìn cái gì bề ngoài to lớn và người ta khoái. Ở miền Tây chúng ta nếu mà tinh tế một tí xíu, chúng ta may mắn hơn những người Sài Gòn. Những người ở Sài Gòn thì thích uống trái dừa, người ta vẫn thường dùng gọi là bự chà bá lửa. Nhưng mà nó bự mà làm sao nó ngon bằng được những trái dừa dứa của mình. Ở trên Mai Châu cách đây chục năm, còn nhớ nó gọi là có cái trái dừa quẹo, đúng hay sai, nó nhỏ xíu bằng đầu tay à, nhưng mà uống vô rất là ngon và rất là ngọt. Người bình thường thì ham uống trái dừa bự, nhưng nó không ngon. Người biết uống, uống trái dừa có chút xíu à, nhưng mà nó chất lượng. Không phải người Việt Nam của mình thích nhìn bề ngoài, nhưng mà dường như mọi người trên thế giới ai cũng thích nhìn cái bề ngoài và đánh giá con người ở cái bề ngoài. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì khác. Tư tưởng của ta khác với tư tưởng của các ngươi như trời so với đất. Đó là tư tưởng của Thiên Chúa. Tư tưởng của Thiên Chúa và tư tưởng của con người dường như là một cái khoảng cách xa vời vợ.
Bởi vì trong suy nghĩ của con người nó khác và trong suy nghĩ của Thiên Chúa khác. Nếu chúng khó nhớ lại, chúng ta sẽ nhớ đến khuôn mặt của vua David, một khuôn mặt rất là sáng giá trong Cựu Ước. Khi mà vua Sa-un không còn nghe theo lời của Chúa nữa và thất sủng, thì Thiên Chúa đã sai Sa-muên đến nhà của Giê-xê để mà sức dầu cho một vị vua, để vua đó tiếp tục công việc của Sa-muên. Và rồi Sa-muên nghe lời của Thiên Chúa đi đến nhà của Giê-xê và chuẩn bị gọi là đi sức dầu tấn công cho một người kế vị Sa-muên. Sa-muên nhìn thấy Eliab cao to đẹp trai, nhưng Thiên Chúa bảo đó không phải là người ta chọn. Và rồi Sa-muên mới hỏi Giê-xê, con của các ngươi còn ai không? Thì ông mới nói rằng còn một thằng bé út trong nhà, nó đi chăn chiên ngoài đồng chưa về. Sa-muên nói chờ nó về rồi mới vào ăn tiệc. Và rồi khi mà David đi vào nhà thì đó là một cậu bé nhỏ cõng con mái tóc mây, và thần khí của Thiên Chúa bảo với Sa-muên đó là người ta đã chọn. Và rồi Sa-muên sức dầu cho David, và từ đó thần khí của Thiên Chúa ở trong con người của David, và David trở thành một người lãnh đạo tài tình của Thiên Chúa. Rõ ràng những cái câu chuyện trong Kinh Thánh đó là một bài học cho chúng ta về cái nhìn và sự lựa chọn của Thiên Chúa. Thiên Chúa không nhìn dáng vẻ bên ngoài, Thiên Chúa nhìn ở bên trong tâm hồn của người ta. Và rồi chúng ta vừa thấy trong sách Ngôn Sứ Ê-xê-ki-ên gợi lại cho chúng ta hình ảnh của một nước Thiên Chúa qua hình ảnh của cây bá hương. Từ một cái cây bá hương đó, nó sẽ trổ sinh hoa trái. Và rồi đó là hình ảnh của nước Thiên Chúa, và hình ảnh nước Thiên Chúa bắt đầu từ Chúa Giê-xu. Và là một con người rất bình dị, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh này, dùng hình ảnh nọ, như những chiếc lưới cá, như viên ngọc quý, để mà diễn tả cho dân dễ hiểu về nước Thiên Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa Giê-xu lại dùng một cái dụ ngôn rất đơn giản, hình ảnh của hạt lúa, hình ảnh của hạt cải. Nếu chúng ta nhìn thấy hạt cải, chúng ta sẽ hết hồn. Dường như là nó nhỏ, gần gần bằng cái cọng tóc của chúng ta, cái đường kính của nó. Nhưng khi nó lớn lên, trên trời có thể làm tổ. Chúa Giê-xu muốn nói nước Thiên Chúa là như vậy đấy. Mà nhìn lại dòng chảy lịch sử cứu độ, và nước Thiên Chúa là như thế thật. Bởi vì nước Thiên Chúa đầu tiên khởi gợi lên từ khuôn mặt, từ cuộc đời của Chúa Giê-xu, một con người nhỏ bé đến độ người ta đã loại trừ ra khỏi trần gian này, và người ta đóng đinh ra khỏi thập giá. Khởi đi từ 12 con người, xin lỗi, dưới mắt người đời. Chẳng bao giờ ai nào đó lập một công ty mà can đảm đi tìm lập 12 người, xin lỗi, không có bằng cấp, không có khả năng, còn chối Chúa nữa, còn tranh giành địa vị nữa. Nhưng 12 con người đó đã làm cho cái hạt giống lời Chúa được phát triển cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta thấy hạt giống lời đó được gieo vào tâm hồn của những người kia đô hộ, trong mỗi hoàn cảnh của mỗi người, phát sinh cái hạt giống lời đó
Và chắc có lẽ chúng ta không quên đến hình ảnh của Thánh Francisco Xavier, một nhà truyền giáo tuyệt vời. Ngài đã đi loan báo tin mừng bằng cả cuộc đời của Ngài. Nhưng đừng tưởng rằng chỉ có những người đi ra ngoài đường mới loan báo tin mừng được, nếu như chúng ta không nhớ lại khuôn mặt của Teresa Hòa Đồng Giê-xu. Chỉ ở trong bốn bức tường của tu viện, nhưng Teresa Hòa Đồng Giê-xu là bổn mạng của các sứ truyền giáo, bởi vì Ngài đã sống một cuộc đời nhịp nhặt và hy sinh. Teresa Hòa Đồng Giê-xu truyền giáo bằng đời sống hy sinh và cầu nguyện của mình. Và gần nhất cha ông của chúng ta hơn 400 năm, khi hạt giống tin mừng gieo vào lòng đất của Việt Nam này, bao nhiêu dòng máu đà đã đổ ra để loan báo tin mừng, để minh chứng cho tình yêu mà ngày mốt tới đây cả giáo hội Việt Nam từ Bắc tới Nam sẽ dâng thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 30 năm giáo hội tuyên phong các thánh tự đạo Việt Nam, để chúng ta nhìn nơi khuôn mặt của cha ông chúng ta là những con người cũng rất bình dân, cũng đã trở nên thánh bởi vì đã sống và chứng minh cho tin mừng tình yêu bằng đời sống đức tin của mình. Có thể mỗi người chúng ta sẽ nói với Chúa rằng con không có khả năng gì để mà con loan báo tin mừng, con nhỏ bé lắm, con chỉ là một người thợ hồ, con chỉ là một người gói bánh ít, con chỉ là một người làm nông, con chỉ là một người đi bán vé số thôi, làm sao con dám loan báo tin mừng. Nhưng không, đừng bận tâm ở những chuyện đó. Thi thoảng con vẫn nghe cái bài hát thánh hiến mà con cảm thấy rất là cảm động. Từ đó vâng, từ đó Chúa đã gọi con. Một phút trao lời, một phút ước giao, để rồi lời của Chúa gieo vào lòng của con, và lời Ngài đã ghi sắc vào lời con, và lời Ngài nung cháy vàng khối, lời Ngài phá đổ tội lỗi, để rồi mỗi người chúng ta trong cái hoàn cảnh sống của mình không còn phân biệt giàu hay nghèo, sang hay hèn, mỗi người chúng ta vẫn được mời gọi để loan báo tin mừng. Nhớ lại, Thiên Chúa của mình rất là kỳ cục, mình không thể nào hiểu được Ngài. Để chọn một người cha của một dân tộc, cộng đoàn biết Chúa chọn ai? Chúa chọn một cụ già Abraham. Chúa chọn một người phát ngôn cho Chúa. Chúa chọn một người ngọc nghiệp mang tên là Môsê. Chúa cần một người lãnh đạo dân Chúa, thì Chúa lại chọn một con người nhỏ bé là David. Chúa cần một con người để làm đá tảng cho giáo hội, thì lại chọn một con người mang tên Phêrô là một con người nhát đảm, chối thầy. Để chọn một con người loan báo về tình thương của Ngài, Thiên Chúa lại chọn cô gái điếm Maria Magdalena. Chúa chọn một người loan báo tin mừng cho Ngài, thì Chúa lại chọn một Phao-lô chuyên đi bắt đạn. Mỗi người chúng ta đều có một chỗ trong cung lòng cũng như trong ánh mắt của Thiên Chúa, để rồi mỗi người chúng ta được nhận cái hạt giống tin mừng từ ngày chúng ta làm bí tích trưởng tội. Mỗi người chúng ta không có quyền nói rằng tôi không có khả năng, tôi không có trình độ để tôi đi loan báo tin mừng. Đừng nghĩ như thế, tội lắm và buồn lắm. Mỗi người chúng ta trong cung cách sống của mình, trong đời sống thường ngày của mình, là một người cha, một người mẹ trong gia đình, một người lao công, chúng ta vẫn làm chứng cho lời Chúa bằng cung cách sống của chúng ta. Người ta có thể sống như thế nào tôi không cần biết, nhưng tôi là người có Đức Kitô, tôi sống khác những người khác bằng đời sống yêu thương, mặc áo và hiệp nhất với nhau. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để cho cái hạt giống Giê-xu ở trong cuộc đời chúng ta ngày mỗi ngày được lớn mạnh nhờ ơn của Chúa và nhờ sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Xin mời con.
Tôi biết tin của Thiên Chúa là cho toàn năng. Đại quốc
tăng sân tươi, đem lại mong manh niềm tin và hạnh phúc cho nhau. Chúng con nguyện xin Chúa. Dù yếu đuối vẫn ý thức được mình đang tham dự vào sự thành công của một công trình luôn tiềm tàng nguồn sinh lực vô biên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai chịu trách nhiệm quản lý các trang mạng xã hội biết dành lưu tuyên cho tình liên đới và liên học biết tôn trọng sự khác biệt nơi con người. Chúng con nguyện xin Chúa. Xin Chúa làm lời chúng con. Nước Thiên Chúa không thể xây dựng trong một ngày, nhưng trường kỳ từ ngày này sang ngày khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn tin tưởng phó thác cho quyền năng yêu thương của Chúa. Khi thực thi những bổn phận âm thầm hàng ngày, chính Ngài sẽ làm cho những công việc ấy đạt kết quả vượt sức mong đợi của chúng ta, để làm ích cho chính bản thân, cho tha nhân và cho nhân Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa. Trong lòng đất nhưng không bị hủy diệt mà sống lại vinh sáng. Xin cho chúng con biết gieo vào lòng đời những hạt giống yêu thương phục vụ bằng chính con người và cuộc sống của chúng con. Chúa là đấng hằng sống và hiển triển muôn đời. Amen. Lời Chúa là Thiên Chúa, là Đấng cao quý, trời đất này yên bình.
thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Khi tự nguyện độc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì nay thần linh thầy sẽ bị lộ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thề, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Để là một nhịp đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa yêu thiên và thi dân Chúa sáng lành. Cho hai vị Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên cho Chúa bánh trường sinh và giáo cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ thêm một giờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa đang rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đất mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Phêrô, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhận lời những người nhờ chúng con cầu nguyện. Xin nhớ đến các linh hồn không ai nhớ đến cầu nguyện cho mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang ngang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con ngài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Hoàng Trang Long Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa và Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người và ngoài danh dự mà vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng, con sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Thánh Thế và theo thể thức thường dạy, chúng ta giáo hội nguyện rằng: Lạy Cha, chúng con nhờ Chúa đồng lòng thương yêu giúp
chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và hiện trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng yêu đầu chúng con. Thầy ban bình an cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loan thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trên muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Oh,
Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô cho chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin như Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy sao cho anh chị em ra về mình.